Để minh họa cho việc sử dụng first level catching thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức mới. Các bạn sẽ copy này lại và các bạn sử dụng tạo ra như này. Và các bạn sẽ ở đây các bạn sẽ show first level như này. Và các bạn copy này lại và các bạn đẩy vào đây. Để đơn giản thì trong cái này chúng ta sẽ query theo class và theo ID là group.class như này và một ở đây. Các bạn sẽ ép kiểu cho nó là group như này và group đây là group 1 bằng chấm phẩy và chúng ta sẽ thực hiện cái việc section chấm get transaction như này và chấm commit chúng ta ấn save lại và cuối cùng chúng ta sẽ gọi section chấm close đây. Cái này là do cái đặc điểm của Ruby nên chúng ta phải làm hai bước như này. Và trong cái class group này thì chúng ta sẽ tạo ra ở trong hàm constructor không tham số chúng ta sẽ hiển thị ra màn hình một câu lệnh đó là created a group như này và các bạn save lại và các bạn chạy cái management này. Thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có một cái câu lệnh là created a group ở đây, có nghĩa là cái hàm khởi tạo được gọi một lần. Bây giờ chúng ta sẽ làm một việc như sau, chúng ta sẽ tạo ra một cái section mới. Và chúng ta sẽ làm tương tự là group này bằng như này. Và chúng ta get section close ở đây. Các bạn cần hiển thị cái này ra nữa. Và các bạn chạy lại. Thì các bạn sẽ rằng cùng một record ở trong database nhưng khi chúng ta get thông qua hai lần hai section khác nhau thì nó sẽ tạo ra hai object khác nhau. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng câu lệnh khởi tạo được gọi hai lần. Bây giờ chúng ta bỏ cái này đi, comment này lại và chúng ta gán group 1 bằng null. Tức là chúng ta sẽ cắt kết nối với cái kia và chúng ta chạy lại. Thì các bạn thấy rằng là cùng một section khi chúng ta get cùng một cái object, cùng một cái record từ trong database ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hàm khởi tạo chỉ được gọi duy nhất một lần mà thôi. Thì có nghĩa là thay vì cái việc gọi vào database và tạo ra hai object khác nhau thì nó sẽ catch lại cái group với ID bằng 1 và nó sẽ được sử dụng tiếp theo khi mà section chưa close. Tuy nhiên khi section đã close rồi và chúng ta sử dụng một section mới để get cái object đấy từ trong database ra thì chúng ta sẽ lại tạo ra một cái object mới thì đấy chính là first level catching.